Đây là bốn điều mà người Việt Nam học tiếng Trung chuyên gia phát âm sai nhất, đó chính là các âm lên mũi. Các bạn đều biết là cái âm ong, ấng, ung, ý, các cái âm này khi phát âm đều phải lên mũi, nhưng người Việt mình thì thường bỏ hết tất cả âm lên mũi, mà các bạn sẽ đọc là ang, ưng, ing. Như vậy là sai hoàn toàn nha. Các bạn cần phải lên mũi đọc sẽ là gì? Ing, ung, ưng. Các bạn thấy không, cái mũi mình nó rung ấy, thì mới đầu học mình phát âm cái âm này rất là mệt, rất là mỏi mũi luôn ấy. Sai đó là Z và C. Thì mình nghĩ là hai cái âm này là hai cái âm mà rất nhiều người đã trầm cảm với nó. Chính mình đã bị học 3 tháng hai âm này nhá. Thì các bạn cần phải chú ý khi phát âm hai âm này, cần phải để lưỡi sau răng, răng trên để sau đập xuống. Cách thứ hai là sẽ sụt ra sụt vào. Thì mình có một cái video trên YouTube Yang Ge Xin có hướng dẫn kỹ cách phát âm của hai âm này rất là dễ luôn. Thì bởi vì mình đã học 3 tháng bị ngọng, cho nên mình sẽ biết cái cách làm sao để hết ngọng. Thì các bạn nhớ phải lưỡi của mình phải linh hoạt vào đập từ trên xuống, tsu tsu, và bật hơi là tsu tsu. Tiếp theo đó là âm X và âm S. Thực ra thì ban đầu mình nghĩ là hai âm này là hai âm rất dễ, bởi vì nó khá giống tiếng Việt. Nhưng thực ra không hề dễ, chính mình là một trong người bị ngọng cái âm X. Và khi mà âm X thì có một cái tip cho các bạn đọc, đó là các bạn hãy giống như đang cười, suy xí, suy xí, thì sẽ là âm chuẩn của X. Còn S thì đọc giống hệ tiếng Việt rồi, sử, sử sử, thì âm S dễ hơn. Nhưng âm X thì lúc đọc cố gắng giống như đang cười. Và âm cuối cùng đó chính là âm R. Âm R này mình nghĩ là nhiều bạn sẽ phát âm sai. Âm này thì không được rung lưỡi như tiếng Việt, không phải là rõ ràng, mà sẽ chỉ đọc là R, R vậy, R vậy. Tức là chúng ta không có rung như tiếng Việt nhá. Ví dụ, R, 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 R